Tiến hành lắp bộ khung hình chữ Z có 6 mã của các thanh khác nhau. Mã thứ nhất là 1A, mã thứ hai là 2B, mã thứ ba là 3C, 4C, 5A, 6C và hai chân này ở đằng trước. Tiến hành sẽ lắp bộ khung thì thanh 1A và thanh 2B sẽ làm nối vào một đường thẳng. Hai bên song song với nhau. Sau đó là đến chân ở đằng trước. Bộ khung cũng làm từ các khớp cá nên là rất là dễ lắp đặt, dễ vận chuyển. Tiếp tục đến thanh 3C. 3C nhá. 3C là ở hai cạnh hai bên. Nối hai thanh song song với nhau. Tương tự thì như bên kia cũng thế. Sau khi mà hoàn thành được cái phần đáy thì tiếp tục lên đến cái phần thanh ngang. Thanh ngang sẽ là thanh 4C. Thanh dọc 4C này. Bên này cũng vậy, cũng là thanh 4C. Sau 4C rồi đến 5A. Tiếp tục đến thanh 5A. 5A. Kép rời. 5A. 5A thì nối lên điểm giữa của bộ khung. Đó. Sau khi mà hình thành được một cái dạng khung như vậy rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục đến các thanh còn lại. Thanh 6C, 3C và 2B và 1A. Hai thanh này nối vào với nhau. Thanh 1 và thanh 2 này nối vào với nhau. Thanh 1 và thanh 2 nối vào với nhau. Thanh này là sẽ thanh ở đằng trước của bộ khung. Tiếp tục. 3C. Và tương tự như bên kia cũng vậy, cũng là thanh 3C. Và cuối cùng đó là thanh 6C. Thanh 6C thì các bạn lưu ý là sẽ lắp cái vòng cung ở bên dưới đó. Sau khi mà tạo hình của chữ Z được như vậy rồi thì mình sẽ luồn lưới. Bởi vì luồn lưới tại thời điểm này thì dựng bộ khung nên sẽ rất là dễ dàng. Chữ PGM là lưu ý là sẽ ở đằng trước của bộ khung. Chị quay từ đầu lưới thì bảo là từ đầu, bắt đầu từ đầu lưới này. Bắt đầu luồn thì chúng ta sẽ có cái đầu lưới để luồn. Chúng ta chỉ cần luồn một bên và kéo sang các bên còn lại. Hiện tại trong mùa dịch thì những bộ khung như vậy sẽ rất là tiết kiệm thời gian cũng như là không làm ảnh hưởng đến mọi người khi mà chơi gôn ở trong nhà. Kích thước thì cũng khá là hợp lý, không bị cao quá, cũng không ảnh hưởng gì đến diện tích. Khi mà muốn di chuyển thì chúng ta có thể tháo rời các khớp cá ra, di chuyển rất là dễ dàng. Bộ khung thì được làm từ sơn tĩnh điện, chất lượng rất là tốt, hàng nhập khẩu chính hãng của PGM. Lưới được sản xuất theo công nghệ của nhà máy. Đó, các bạn nhìn thấy logo của nhà máy PGM. À,
được may rất là chắc chắn. Sau khi luồn xong lưới thì chúng ta sẽ nối các cái thanh còn lại vào với nhau khi tạo hình thành hình chữ Z. Tạo hình, chúng ta sẽ tạo thành hình chữ Z, bộ khung hình chữ Z. Cứ dựng lên đi. Đó, kéo lần lượt lưới xuống góc chân. Và các điểm dính của lưới thì các bạn có thể dính cố định vào cái mép khung, sẽ không bị di động lưới, không bị xô lệch. Sau khi hoàn thành thì một bộ khung sẽ như vậy. Đó, các bạn dính vào. Sau khi mà dính xong là chúng ta đã hoàn thành một bộ khung hình chữ Z như vậy.